Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Đối với mảng heo, trong tuần có le lói một chút khởi sắc khi ngày 23 tháng 3 ghi nhận giá tại thị trường Trung Quốc đang có chiều hướng giảm liên tiếp, thì tại Việt Nam giá heo quay đầu trái chiều, mức tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng trên kg, đưa giá heo hơi ba miền giao động quanh mức 48 đến 50.000 đồng trên kg. Tuy nhiên, mức giá này vẫn giảm 5 đến 10% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 40 đến 45% so với cùng kỳ các năm trước. Các nhà chăn nuôi heo vẫn phải đau đầu với bài toán chăn nuôi thua lỗ kéo dài. Trước tình trạng giá heo ở ngưỡng thua lỗ kéo dài, ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết giá heo xuất chuồng đang rất thấp, có nơi đã về 45.000 đồng trên kg, trong khi giá thành sản xuất lên tới 54 đến 55.000 đồng trên kg. Theo ông Công, mỗi con heo xuất chuồng thì các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi đã lỗ tới gần 1 triệu đồng. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi phải đóng chuồng vì thời gian tới thua lỗ, triền miên, càng làm càng lỗ. Nhiều người chăn nuôi không có khả năng tái đàn do giá bán ra thấp hơn nhiều so với giá thành chăn nuôi. Trước tình hình đó, ông đề xuất nhà nước đặt hàng doanh nghiệp, trang trại lớn, dự trữ vật nuôi, phòng khi nông hộ bỏ chuồng, nguồn cung sẽ giảm. Theo ông Nguyễn Chí Công, kho dự trữ này đóng vai trò đảm bảo nguồn cung trong nước và ổn định giá. Khi giá tăng thì chính phủ sẽ xả ra và khi giá giảm thì chính phủ sẽ thu mua vào. Và ngay sau đây sẽ là thông tin giá cả thị trường chăn nuôi châu bò trong tuần qua. Giá châu bò thịt xuống thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Châu rớt giá thê thảm từ 100.000 đồng trên kg xuống còn 50 đến 55.000 đồng trên kg vẫn khó tiêu thụ khiến người chăn nuôi lao đao. Nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ cả trăm triệu. Mặc dù Trung Quốc mở cửa trở lại, song hoạt động buôn bán châu bò vẫn rất khó khăn do việc xuất khẩu tiểu ngạch vẫn bị hạn chế, trong khi xuất khẩu châu bò chính ngạch gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, tổng đàn châu bò trong cả nước tăng mạnh những năm gần đây khiến thị trường nội địa bão hòa. Cùng với đó là lượng thực phẩm nhập khẩu gia tăng, giá cạnh tranh đã phần nào tác động lên giá châu bò trong nước. Trong khi sức tiêu thụ cũng như giá của châu bò đang ở ngưỡng thấp và lỗ, thì ngành chăn nuôi châu bò còn phải đối diện thêm với những khó khăn đến từ dịch bệnh. Bệnh viêm da nổi cục và lở mồm long móng cùng xuất hiện trên châu bò. Theo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn, từ ngày 10 tháng 1 năm 2023, bệnh viêm da nổi cục bắt đầu khởi phát từ xã Bình Trung và Bình Chương, với số lượng ban đầu có 23 con bò bị mắc bệnh. Đến nay, bệnh đã lây lan thêm 11 xã khác, với 112 con bò của 103 hộ chăn nuôi có triệu chứng. Trong đó, 11 con chết, 14 con đã khỏi, số còn lại đang tiếp tục được điều trị. Trung tâm đã cấp 250 lít hóa chất Rebensit, 1.900 liều vaccine viêm da nổi cục và 5.100 liều vaccine lở mồm long móng từ nguồn phân bổ của tỉnh cho các thị trấn thực hiện tiêm phòng, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Cấp 12.200 liều vaccine viêm da nổi cục từ nguồn ngân sách huyện, ngân sách xã và xã hội hóa cho các xã thị trấn thực hiện tiêm phòng. Tiếp theo, mời các bạn theo dõi một số tin tức nổi bật trong tuần qua. Nghị quyết số 231 QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thủ công hiện hữu trên địa bàn thành phố. Theo quyết định này, hạn cuối cùng hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc thủ công là ngày 31 tháng 3 năm 2023 và từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, các cơ sở giết mổ thủ công này sẽ phải ngừng hoạt động để đẩy công suất các lò mổ công nghiệp lên tối đa và gia hạn thời hạn hoạt động của Trung tâm Giết mổ Gia cầm An Nhơn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Diễn đàn kết nối nông sản, kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi, cơ hội và thách thức. Ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại Hà Nội đã diễn ra diễn đàn kết nối nông sản, kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi, cơ hội và thách thức. Diễn đàn do Báo Nông nghiệp Việt Nam, Cục Chăn nuôi, Tổ điều hành diễn đàn kết nối nông sản 970 và nhóm tham vấn kinh doanh nông nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc tại Việt Nam đồng tổ chức. Đây là cơ hội để các nông hộ, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp chăn nuôi cùng cơ quan quản lý nhà nước trao đổi, nhận diện cơ hội, thách thức và tìm kiếm giải pháp nhằm áp dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành chăn nuôi. Từ đó hỗ trợ thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững và đem lại hiệu quả cao nhất. Diễn đàn có sự tham gia của các cục, vụ, viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi, nhà đầu tư, các nhà phân phối sản phẩm chăn nuôi, các đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý và kinh doanh chất thải chăn nuôi, các hiệp hội, hội chăn nuôi,
Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi, Hội Nông nghiệp Tuần hoàn của Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam. Tại diễn đàn, các đại biểu, đại diện Cục Chăn nuôi, Viện Chính sách đã cung cấp thông tin về những quy định và yêu cầu đặt ra đối với chuỗi chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh nghiệm và thực tiễn tại Việt Nam. Đại diện Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp chia sẻ về cơ hội và thách thức đặt ra đối với kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi. Tại Chile, tiếp tục phát hiện thêm ổ cúm gia cầm độc lực cao. Sau khi tiêu hủy khoảng 40.000 con gia cầm ở khu vực miền Trung Chile hôm 15 tháng 3 khi nước này phát hiện trường hợp cúm gia cầm đầu tiên trong một khu công nghiệp, thì hôm 21 tháng 3, nước này tiếp tục ghi nhận thêm một đợt bùng phát cúm gia cầm mới tại một cơ sở công nghiệp vùng Maule, miền nam nước này, khiến 4.000 đến 5.000 con gia cầm nước này phải tiêu hủy. Brazil đẩy mạnh xuất khẩu gia cầm, trong khi các nước láng giềng ghi nhận dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp. Theo ABPA, Brazil xuất khẩu hơn 800.000 tấn gia cầm với giá tương đương đạt 1,6 tỷ USD, lần lượt tăng tốt 10,6% về lượng và 24,5% về doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Điểm đến chính là Trung Quốc, nước đã nhập 111,7 nghìn tấn trong 2 tháng đầu năm, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2022. Philippines cập nhật tình hình dịch tả heo châu Phi ASF. Rolando Tambago, chủ tịch của Hợp tác xã sản xuất thịt heo trung tâm Visayas và Liên đoàn các nhà sản xuất thịt heo của Philippines cho biết, dựa trên ước tính của khu vực tư nhân, 5 triệu con heo đã bị giết do ASF kể từ khi dịch bệnh xuất hiện ở nước này vào năm 2019. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào 8 giờ tối thứ 7 tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!